Bằng cách nào để mở cửa và khởi động xe khi chìa khóa T1 của bạn hết pin? Hãy làm theo các bước sau nhé! Hãy luôn mang xe đến các xưởng dịch vụ chính hãng của Volkswagen để được hỗ trợ tốt nhất và đừng quên follow kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ Volkswagen Việt Nam. Volkswagen.